Chào anh em nha, lại thêm một em Mitsubishi full chức năng lìa hai lá nha anh em. Con này rất là cao, con này ngựa rưỡi nè, 2820, sản xuất năm 2020 nha. EX2820, đuôi nó nè anh em, đuôi xanh dần luôn nha. Đấy, rất là đẹp đuôi nó, còn xanh ôm luôn con này nè, EX2820. À, đúng đầu đúng đất, ok nha. Còn quá đẹp luôn, đùi quá đẹp luôn. Đấy, đùi xanh sạch tinh luôn. Em mấy sao nó còn bụi nhật luôn nha anh em. Đấy, đây em tháo cho anh em xem nha. Đây nha anh em. Đấy, con máy vàng còn rất là sạch luôn nè, đúng không? Đây. Ở ra từng chi tiết hết nha anh em. Bao zin, bao đẹp, bao trắng cho anh em luôn. Máy không đánh bóng, đánh bót gì hết nha. Hai máy trắng tinh. Rồi về xin em ráp vô là test thôi. Đây nha anh em, đấy, con máy đã xong, đã vệ sinh, đã cho lên test, cho chạy luôn nha anh em. À, con máy trắng tinh luôn, máy đang hoạt động nè. Đây, tôi đang hoạt động nha. Đấy. Đuôi nó bị bẹp mấy chỗ nhẹ nhẹ nha, đỡ lên rồi rất là đẹp, đuôi xinh dần luôn. Quá trời đẹp luôn nha anh em. Con máy này thì khổ chê rồi. Hàng đẹp, gần như mới, rất là đẹp luôn. Đây, máy hàng ring, bao ring, không bát, không tuốt, không gì hết nha anh em. Không đánh bóng luôn, không làm gì hết nha. Còn zin cứng luôn, lau nhẹ keo thôi. Đây, lau còn dính keo rồi nha. Nói chung là máy cũ nó phải có chạy xước nha anh em. Còn trong ruột thì nó đẹp quá trời đẹp rồi, anh em này khỏi phải chê rồi, ha. Còn máy nó em tháo từ trong ra ngoài, mấy cái dòng này thì nó cao. Con này nó ngựa rưỡi nha. EX2820, sản xuất năm 2020. Đuôi đây EX2820 nha. Đấy, trùng mã, trùng đầu, trùng đít nha anh em. Đó, anh em yên tâm, máy là bộ tư luôn nè. Ha. Quá trời đẹp luôn. Một con máy một ngựa rưỡi, mình ráp cho phòng 20 mét vuông trở lại thì ok nha anh em. Máy đang chạy rất là ok, rất là êm. Đây, vàng nóng. Đây, máy đang chạy nha. Nói chung là máy nội địa Nhật mà nó đã kêu là nó hư rồi đó nha anh em. Thì ngoài những con này ra thì anh em mình thích cái đủ em rất là nhiều cái công sức nha, từ nhỏ tới lớn nha. Ngựa, ngựa rưỡi, ngựa với lâm, hai ngựa, hai ngựa rưỡi, ba ngựa đại nha anh em. Dòng VIP không? Đấy, dòng VIP, dòng khủng. Nói chung là auto clear, VIP. Đời cao không nha anh em, mình bán là 215 trở lên. Đấy, cho nên anh em mình muốn lựa cái con nào thì điện thoại, số điện thoại em để trên tiêu đề. Hoặc là những anh em nào gần thì chạy tới nhà mình luôn. Đấy, anh em có gần thì tới hẳn nhà mình coi luôn, ok luôn thì ráp. Còn bên em thì bao lắp khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Sài Gòn nha. Em bao lắp thì em tính công dây, còn những con máy nào mà anh bán đi tỉnh thì không công không dây thì chỉ. Nếu mà máy nhỏ thì cộng biến, cộng remote nha, remote ring nha anh em. Đấy, bán remote ring, remote ly hết nha. Anh em mình cứ yên tâm, bảo hành cho anh em mình 1 năm, nhận ship của toàn quốc nha. Nhưng có cọc hết nha anh em. Những con máy mà đi lắp em cũng phải lấy cọc nha anh em. Đấy, anh em mình cọc vui lòng, cọc triệu thì em mới chở đi lắp. Thế còn không, tránh những tình trạng mình lên tới nơi rồi mấy anh em không lắp lời thì lính rồi chở đi chở về công cán nó có hơi nhiều nha. Thì đủ dòng hết nha anh em. Đấy, toàn máy VIP không rồi. Em còn rất là nhiều máy chưa làm, em chắc đầy. Anh em nào muốn đặt cái con nào thì em làm luôn con đó luôn. Còn những con làm rồi thì anh em mà thích thì đóng đi thôi. Những con test rồi à, toàn đầy cao không nha anh em. Đợt này cũng rảnh á, có làm máy giặt nữa. Anh em nào có gì thì alo. Máy giặt 10kg, 11kg em còn rất được mấy cái. Con này đang tháo đồng vệ sinh. Rồi những anh em nào thích thì alo cho em nha. Rồi chào tạm biệt anh em.